Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Ngày qua thì Samsung đã tung ra một loạt cập nhật nhằm vá lỗi cũng như là bổ sung thêm cho chiếc A7017 một số tính năng mới. Và cụ thể những tính năng đó là gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong video này nhé. Điểm nâng cấp đầu tiên của bản cập nhật này đó là đến từ cái tính năng mới của camera trên chiếc Samsung Galaxy A7017. Các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái thao tác là kéo ra, kéo lên này, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống để có thể zoom ra, zoom vào bức ảnh. Tương tự như trên cái tính năng của Samsung Galaxy S8 và S8 Plus. Các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có thêm một con trỏ nữa, đó là cái con trỏ mà khi các bạn bật cái phím men nổi ở đây, chúng ta có khả năng là đưa cái con trỏ này đi khắp màn hình và khi các bạn muốn chụp ảnh các bạn sẽ chỉ cần bấm vào đây. Bấm vào đây là chụp, thay vì là cứ phải là bấm vào cái nút này hay là bấm vào nút volume. Chúng ta sẽ có thêm một khả năng nữa, đó là gắn sticker lên cái camera sau. Thì gắn sticker này có lẽ các bạn cũng biết rồi, chúng ta có thể gắn cái sticker ngộ nghĩnh lên không cần phải sử dụng đến cái ứng dụng thứ ba. Và đặc biệt nó hoạt động cực kỳ là tốt khi mà chúng ta bật ở trên cái camera selfie. Nó gắn cái sticker này cực kỳ chuẩn với khuôn mặt mà khi các bạn đặt vào đây, nó nhận dạng rất là tốt. Hay là thậm chí là chúng ta cũng có thêm một số tính năng mới về chỉnh màu da hay là chỉnh mặt thon ở trong đây, cực kỳ là tuyệt vời. Tiếp theo, một tính năng nữa mà mình đánh giá cực kỳ là cao, nó cũng đã được cập nhật trên những chiếc Samsung Galaxy dòng Z năm 2017, đó là tính năng selfie xóa phông. Tất nhiên là có thể nó sẽ không xóa phông tốt bằng những chiếc Samsung Galaxy A năm 2018 mới được ra mắt. Thế nhưng nó cũng vẫn mang lại cho chúng ta những trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà các bạn selfie, các bạn xóa phông, nó xóa được những khung cảnh mà các bạn không thích ở phía đằng sau. Và nó sẽ hoạt động rất là tốt khi mà các bạn sử dụng trong những điều kiện đầy đủ sáng như ở đây. Mình sẽ chụp thử một tấm cho các bạn xem nhé. Đấy, cái bức hình khi mà chúng ta chụp ra này, các bạn sẽ thấy là gần như là cái máy ảnh đằng sau đã bị làm mờ và những cái góc cạnh đằng sau nó chỉ lấy nét và làm nổi bật cái khuôn mặt của mình thôi. Nhìn mặt mình lúc đấy khá là thốn bởi vì mình đang nói. Một tính năng nữa trên cái bản cập nhật lần này, mình sẽ thấy nó có hai tính năng nổi bật, đó là chúng ta sẽ có Samsung Pay. Với tính năng Samsung Pay này, trước đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ chỉ có trên những cái chiếc flagship cao cấp hay là gần đây đó là chiếc Samsung Galaxy A8. Nhưng bây giờ thì Samsung Galaxy A7 khi mà nhận được cập nhật lần này, chúng ta đã có thể sử dụng được Samsung Pay rồi. Nhưng ở đây thì các bạn sẽ thấy mình đã hẹt sẵn cái thẻ đó là Vietinbank của mình. Thế nhưng mà mình không mang theo cái SIM để có thể kích hoạt, thế nên là nó vẫn chỉ nằm ở cái mức đó là ép thẻ vào và để đó nhìn mà thôi. Nhưng mà khi mà các bạn ép thẻ của bạn vào và các bạn kích hoạt nó lên thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này để làm một cái thẻ tín dụng hay là đi ra ngoài mà không cần phải mang theo ví, không mang gì đó, chạm là thanh toán. Đây là một trong những trải nghiệm mà mình đánh giá cực kỳ tuyệt vời trên chiếc Samsung Galaxy A7 mà Samsung mang lại. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè và bấm vào nút subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và cảm ơn cửa hàng Xmobile đã hỗ trợ cho mình sản phẩm Samsung Galaxy A7 2017 để thực hiện video này. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.